Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và trước khi đến với gian bếp ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt. Xin mời nghệ sĩ Mai Dũng. Xin chào anh. Chào em. Mời anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Chào mừng anh đến với gian bếp của Khẩu vị ngôi sao. Chào Hà Thu. Dạ. Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Vâng, đến với Khẩu vị ngôi sao thì không biết anh có thể tiết lộ một chút xíu cho quý vị khán giả và cũng như Hà Thu được biết là cái chế độ ăn uống của anh như thế nào, để trước tiên là chúng ta phải giữ sức khỏe đúng không anh? Để mà có sức làm việc và cái công việc thì cũng rất là bận rộn. Nói chung là anh ăn uống rất là đơn giản, cái gì anh ăn cũng được đó. Cái quan trọng nhất ở chỗ là nó phải vệ sinh. Còn có một cái món nào mà anh đặc biệt thích không? Ví dụ như là đang mệt á mà dọn cái món đó ra cái là thấy vui liền. Nói chung là anh thích nhiều món lắm. Nếu mà tính ra giống như là mình coi chuyện 1001 đêm đó. Vô cái chương trình này nữa, lúc mà mời anh rất là sợ. Dạ. Bởi vì nếu anh đòi hỏi thì làm sao đủ người để nấu? Làm sao đủ người để nấu? Vì vậy anh phải chọn lựa, anh chọn lựa cái món nào mà anh cảm thấy là dễ nhất cho, để nó phù hợp với khẩu vị ngôi sao thôi. Dạ, bây giờ anh ghi vào giấy giúp em hai món mà anh thích ăn trong ngày hôm nay, để hai vị khách mời của chúng ta sẽ tham gia và nấu cho anh ăn nha. Rồi. Dạ, một món. Rồi tiếp theo món thứ hai. Anh ghi món thứ hai luôn rồi đó. Không, anh ghi hai món vào. Rồi bây giờ anh đừng tiết lộ, anh đưa cho em. Em rồi. Sẽ xem qua. Em thấy món dễ làm không? Đúng là anh dễ nuôi thiệt anh ạ. À. Hai món này em nghĩ là khá là dễ dàng cho hai fan hâm mộ của anh ngày hôm nay. Và chúng em đã mời đến đây hai fan hâm mộ để mà có thể giúp anh nấu hai món mà anh yêu thích. Xin mời hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Rồi, chào em. Rồi, chào. Dạ, chào anh, chào chị. Hai bạn giới thiệu sơ qua một chút về mình để anh Mai Dũng được biết nhé. Dạ, em tên là Vũ Tiến. Hiện tại em đang mở quán trà sữa cũng như là wow. Dạy pha chế khởi nghiệp. Bạn giới thiệu về mình nha. Chào chị, em tên là Mai Lâm. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng, làm bên xuất nhập khẩu chị. À, có liên quan tới thực phẩm không ta? Không liên quan đến thực phẩm nhưng mà biết nấu ăn. Đã học nấu ăn nên là cũng nấu được vài món sơ sơ. Ở đây là mình rất là yêu mến anh Mai Dũng rồi đúng không? Dạ, thì mình rồi. Có biết chút sơ sơ gì về cái khẩu vị cũng như là sở thích ăn uống của anh không? Theo nghiên cứu. Nghiên cứu luôn nghiên cứu hả? Từ điều nhỏ tra. Giờ điều tra từ nhỏ giờ là anh Mai Dũng là anh không có thích ăn cay. Nó gần đúng rồi đó. Còn bạn thì biết gì nè? Thì em đoán anh cũng khẩu vị của người lớn, thì thích những món mà gia vị không quá nhiều, nó vừa phải thôi nhưng mà vẫn đậm đà cần thiết, và quan trọng là cái món ăn nó phải trình bày đẹp đẽ, hợp vệ sinh. Ồ, vậy là hợp vệ sinh là yếu tố mà anh Mai Dũng thích rồi đó. Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần đầu tiên, đó là phần khám phá khẩu vị ngôi sao. Phần này thì anh Dũng sẽ cho chúng ta ba bí mật, đó là ba từ khóa liên quan tới sở thích nè, những cái món anh ăn mà anh hay ăn, hay là những điều liên quan tới cuộc sống của anh chẳng hạn. Thì các bạn sẽ phải trải qua hai câu hỏi và một phần thử thách để giải ba cái từ khóa của chúng ta. Nhưng mà ai trả lời đúng thì người đó mới được quyền lật cái từ khóa. Và sau hai câu hỏi và một phần thử thách, nếu ai có nhiều đáp án đúng hơn thì người đó giành chiến thắng. Và người chiến thắng sẽ được chọn một trong hai món mà anh Mai Dũng đã viết ra đây. Đồng thời thì mình cũng sẽ được chọn cái gian bếp mà mình thuận tay chẳng hạn, bên trái hay bên phải. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Và khi Hà Thu đọc xong câu hỏi thì hai bạn sẽ bắt đầu ghi đáp án vào cái bảng này. Và khi mà Hà Thu hô hết 10 giây thì hai bạn đưa cái bảng ra ngoài để mọi người cùng thấy xem đáp án của mình là gì nhé. Dạ. Và câu hỏi số 1 sẽ là: đây là một loại gia vị đặc sản của vùng đất An Giang, được tạo thành từ phần dịch ở các bộ phận của cây. Hết giờ. Mời hai bạn đưa bảng ra. Đáp án của bạn là gì nè? Bánh pía. Bánh pía. Dạ đường. Không có bạn nào đúng hết. Đáp án chúng ta là đường thốt nốt. À, em đúng một chữ rồi. Không em, đường với đường thốt nốt nó hoàn toàn khác nhau á em. Thà tôi sẽ giải thích thêm về đường thốt nốt. Đây là một loại đường được làm từ phần dịch lấy ra từ các bộ phận của cây thốt nốt, chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Đường thốt nốt là lựa chọn thay thế lý tưởng cho đường cát trắng, bởi vì đường thốt nốt giàu chất dinh dưỡng hơn. Bây giờ hai bạn của chúng ta đều không trả lời đúng cái câu hỏi này, thì anh Mai Dũng có thể giúp hai bạn mở một từ khóa được không anh? Rồi, cho mở. Mở từ khóa số 3.
90% là nước. 90% là nước, ở đây có nghĩa là anh thích món ăn nào mà nó, ví dụ 100% là thức ăn phải không? Thì anh thích 90% là thức ăn có nước vậy thôi. Anh không thích ăn đồ khô. Dạ. Vì vậy em thấy là anh sẽ ăn món gì là anh thích nhất. À, cái gợi ý này của anh Mai Dũng có nghĩa là anh thích ăn những món nước có nhiều nước. Ừ, mấy món này. Rồi, bây giờ Lâm đoán xem một vài món nước mà anh Dũng thích là món gì nè. Cái này không có nước, là nó có nước mà tên nó có nước luôn. Ba chữ bánh trôi nước, anh thích ăn bánh trôi nước. Chất quá rồi, chất quá rồi. Thì anh thích 90% là thức ăn có nước vậy thôi. Anh không thích ăn đồ khô. Dạ. Đó, thông qua gợi ý này thì mọi người sẽ có được một gợi ý, đó là anh Mai Dũng sẽ thích những món ăn về nước nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ hai nha. Kể tên ba loại cá biển thường được chế biến trong bữa ăn. 10 giây bắt đầu. Còn 3 giây. 2, 1. Hết giờ. Bạn Tiến, bạn đọc đáp án của mình nào. À, cá ba sa, cá ngừ, cá hồi. Chính xác, ba đáp án. Còn bạn Lâm, có cái gì nào? Ba đáp án hơi khó nói là cá mực, cá mập, cá phát lát. Cá phát lát hình như là nó không ở biển, nó nước mặn. Mập không ai ăn. Cá phát lát. Nên em ăn thịt cá mập là cũng liều mạng lắm. Thời gian nhanh quá, vội quá, em phải viết mà em nghĩ ra được ba con này là ngon lắm rồi á. Vậy chúng ta sẽ loại đáp án cá mập nè. Cá phát lát là chúng ta phạm quy, hết thời gian rồi vẫn còn ghi nha. Còn cá mực, cá mực là cái gì? Cá mực là cá lai giữa cá và mực. Lai giữa cá và mực. Wow. Ý là bí quá rồi. Wow, một tài năng nấu ăn của chúng ta, ba con cá không kể được con nào. À, Lâm ơi, mình có tự tin khi đến với chương trình ngày hôm nay không? Em rất là tự tin. Còn anh tự tin bao nhiêu phần trăm để ăn đồ ăn của bạn nấu? Anh đang nghi ngờ lắm, đang nghi ngờ lắm. Phần thắng nghiêng về bạn Tiến. Bây giờ Vũ Tiến đã chiến thắng trong câu hỏi thứ hai và bạn có quyền lật một từ khóa của chúng ta. Bạn chọn từ khóa nào nè? Dạ, hồi nãy số 3 rồi thì bây giờ số 2 đi. Số 2 ha. Từ khóa số 2 sẽ là dị ứng. Có nghĩa là... Có nghĩa là mình ăn vào mình dễ bị dị ứng. Đúng, đúng. Bây giờ là tụi em coi coi anh ăn cái gì để dị ứng, bị dị ứng. Đó, vấn đề là dị ứng là tất nhiên ăn vô là dị ứng rồi. Đúng. Nhưng mà quan trọng là cái món gì mà anh dị ứng. Nhìn cái thân hình mỏng manh của anh Dũng thì nghĩ thân là... Thân hình mỏng manh. Anh Dũng sẽ ăn dị ứng tất nhiên là món hải sản. Mà đó là chắc chắn là anh sẽ dị ứng. Cua biển. Bạn khá chắc chắn đó anh. Anh cười rồi. Là gì? Em đoán mực. Hai món anh thích hết không? Rồi vậy là bây giờ quên trả lời không? Dạ, anh bật mí cho hai bạn biết đi anh. Anh dị ứng là anh cay là dị ứng. Anh không thể nào chịu nổi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, đó là thử thách trong vòng 1 phút 30 giây. Ai ăn được số bánh in nhiều hơn sẽ thắng. Mà thử thách này dễ dàng lắm nha, ăn bánh in mà không có nước. Và bây giờ Hà Thu sẽ giúp hai bạn mang bánh in đến. Ok, có đồ ăn rồi. Bây giờ hai bạn sẵn sàng chưa? Ok. Dạ chắc rồi. Dạ chắc rồi. Bây giờ trên dĩa của mỗi bạn sẽ có 20 cái bánh in. Thì trong vòng 1 phút 30 giây, ai ăn được nhiều bánh in hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng và mở được cái từ khóa thứ 3. Nhưng mà Hà Thu bật mí luôn nha. Cái từ khóa thứ 3 này rất quan trọng, bởi vì từ khóa thứ 3 này là từ khóa duy nhất còn lại. Cái từ khóa này sẽ có một cái huy hiệu thần bếp. Nếu mà ai mở được cái huy hiệu thần bếp này á, thì người đó sẽ nhận được sự trợ giúp từ khách mời là anh Mai Dũng của chúng ta trong cái phần nấu ăn. Mà các bạn biết rồi đó, gian bếp của chúng ta không phải là gian bếp thường đâu. Gian bếp siêu độc sẽ có rất là nhiều thử thách và gian nan ở trong đó. Mà nếu được khách mời giúp đỡ thì sẽ rất là thuận lợi. Cho nên hai bạn ráng lên nha. Bây giờ chúng ta bằng mọi cách, bằng mọi giá, chúng ta phải ăn nhiều nhất bánh in trong 1 phút 30 giây. Hai bạn sẵn sàng chưa? Yes, 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Nên ngon quá ha. Anh ơi, hai anh em mình không được ăn buồn anh ha. Bánh ngon gì mà không được ăn. Tụi em cứ tưởng tượng đi là lúc mình mới sáng thức dậy đó, đang đói bụng, em phải tưởng tượng ăn mới hết nha. Trời ơi, ăn với vẻ mặt đam mê kìa, quá đam mê luôn á. Ngon không? Ngon không Tiến? Cảm ơn em, phải nhớ cái món luôn mình luôn. Em nghĩ là 1 phút 30 giây là quá tầm thường, cái này 30 giây thôi. Ờ, hết 65 giây rồi đó, còn 25 giây thôi đó, ráng nói đi. Trời ơi, còn 15 giây thôi. Cố gắng ăn hết sức có thể để giành được cái từ khóa cuối cùng nào. 9 8 7
6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Rồi bây giờ hai bạn đã kết thúc phần thử thách của mình với hai vị bánh in còn khá là nhiều. Em nghĩ là 1 phút 30 giây là quá tầm thường. Cái này 30 giây thôi. Bây giờ chúng ta đếm nha, đếm xem còn bao nhiêu cái trên dĩa thì chúng ta sẽ biết được là các bạn đã ăn bao nhiêu cái. Lâm đếm trước nào. Thật thà và dũng cảm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 cái. Có nghĩa bạn đã ăn được 6 cái. Wow. Wow, cũng khá là nhiều đó. Còn Tiến, bạn đếm xem bạn còn bao nhiêu cái trên dĩa nè. Dạ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wow. 11 12 nghĩa là bạn đã ăn được 8 cái. Dạ. Và phần chiến thắng lại thuộc về Vũ Tiến. Bây giờ mời Vũ Tiến, bạn sẽ có quyền mở được từ khóa thứ 3 của chúng ta. Và từ khóa này sẽ có huy hiệu. Xin mời bạn. Mùi khó cưỡng. Mùi khó cưỡng, nghe cái từ này nó trừu tượng quá ha. Anh là nghe mùi khô mực là anh phải ăn. Em có bao giờ em tưởng tượng không? Là tự nhiên có ông bán khô mực, ông đi ngang qua. Hay là hàng xóm mà đang nướng cái rau mực thôi, nổi cái mùi rau mực mà nó bay tới nhà mà thôi. Là anh chịu không nổi, là anh phải bằng mọi giá phải qua xin hoặc là đứng anh nhìn coi chừng nào mới tới mình, còn không anh phải chạy ra chợ anh mua về anh nướng, bởi vì anh rất là mê ăn khô mực. Rồi thêm một gợi ý, đó là 10% đồ khô còn lại đó là khô mực, còn 90% là nước đó. Thì ở đây anh Mai Dũng đã ghi ra hai món ăn mà anh muốn ăn trong ngày hôm nay. Bạn Vũ Tiến đã thắng rồi. Vậy là Vũ Tiến sẽ được chọn một trong hai món, đó là bún tôm hoặc là xôi gà để nấu cho anh Mai Dũng ăn. Em chọn xôi gà. Xôi gà khá là đơn giản đúng không? Dạ, ai cũng nghĩ nó đơn giản hết, nhưng mà quan trọng mình chế biến nó như thế nào thành một món ăn đặc biệt thì một lát anh Mai Dũng sẽ được thưởng thức. Đối thủ này thì chọn bún tôm nha. Dạ đúng rồi. Bún tôm có phải là sở trường không? Không phải là sở trường nhưng mà cũng cố gắng để cho anh Mai Dũng ăn được. Ngoài ra thì Vũ Tiến sẽ có thêm một lợi thế nữa, đó là bạn sẽ được chọn gian bếp của mình. Chọn bên trái hay là bên phải? Bên phải đi. Bên phải là Tây Thuận. Dạ đúng rồi, bên phải là Tây Thuận. Vậy là Lâm sẽ chọn gian bếp bên trái. Và chúng ta hãy cùng tiến đến gian bếp của mình để thực hiện món ăn nha. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và chúng ta bước vào phần thứ hai, đó là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và chúng ta sẽ có hai gian bếp hai bên. Bên trái nãy bạn Tiến chọn sẽ là gian bếp nóng. Còn bên phải qua Thu sẽ là gian bếp lạnh. Bạn có biết vì sao gọi là gian bếp nóng không? Dạ, tại sao ạ? Tại vì có một chị ông nâu ở đây. Và bạn phải vừa mang chị ông nâu này vừa phải nấu ăn. Có nóng không ta? Chắc nóng. Không nóng lắm. Không nóng đâu, mang nóng vào đi. Mang vào đẹp lắm á. Để anh Mai Dũng sẽ giúp đỡ bạn nè. Xỏ tay vô nha. À, chứ không có tay để mà làm bếp đâu. Trời ơi, quá hợp, quá xinh trời. Và bên gian bếp của bạn Lâm sẽ là bếp lạnh. Lâm có biết vì sao lạnh không? Chắc là em có một cái đầu lạnh á. Đầu lạnh và bàn chân cũng lạnh. Vì Lâm phải bước vào đây vừa đứng trong cái thùng đá này và vừa nấu ăn. Và trước khi hai bạn bắt đầu thì trước mặt chúng ta có những cái hộp gia vị này. Trên mỗi gia vị có những thử thách. Thì các bạn phải vượt qua những thử thách đó nếu muốn dùng. Còn nếu không muốn dùng thì chúng ta bỏ qua thử thách đó và cũng không được dùng gia vị luôn. Dạ ok. Hai bạn có 20 phút để thực hiện các món ăn của mình. 20 phút bắt đầu. Đó, vừa đứng trong này vừa nấu, lấy cái gì thì không thể lấy giúp cho. Đơn giản. Rồi đơn giản không? Mát không? Sao? Không phải mát mà còn rất là lạnh luôn á. Giờ sao ta? Lâm ơi, có dạ? Thấy cái dao có cái gì trên không? À, dao có chữ. Rồi, tôi sẽ đọc giúp thử thách là bạn hãy đi lò cò đến chỗ MC đứng để bắt tay. Ok, rồi, MC còn kiếm chỗ đứng nha. Đứng đâu ta? Đứng đâu ta? Rồi, MC đứng đây. Mời bạn hãy nhảy lò cò đến để bắt tay với Hà Thu trước khi thực hiện món ăn của mình. Rồi, đến chưa nè? Đến chưa nè? Rồi, bắt Thu đi, bắt Thu đi. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt tay ở đây. Ok, lò cò mới được bắt tay chứ sao mà hạ chân xuống. Rồi cảm ơn sự nhiệt tình của Lâm, mời Lâm trở về bếp. Rồi bên này người ta băm thịt gà xong luôn rồi. Ủa, thịt gà nấu sôi là băm ra như thế này hả anh Mai Dũng?
hay chúng ta để nguyên miếng xé ta? À, cũng có nhiều cách, có người dạ. thì băm nó vậy, có người thì để từng miếng vô xé. Anh thích ăn kiểu nào hơn? Anh thấy kiểu nào cũng được á, miễn sao mà nó ngon là được rồi. À, tại vì quan trọng là cái vị đúng không anh? Tùy đầu bếp. Em muốn dùng con tôm. Dùng cái gì? Dùng con tôm. À, rồi ok, cần thì bạn hãy tạo năm dáng đáng yêu. Mời bạn bước ra trước này và tạo dáng cho mọi người cùng xem nào. Bước ra là được đỡ lạnh chân chút là mừng phải không? Ok, dáng thứ nhất. Dáng cô te. Dáng cô te, rồi ok, một dáng. Dũng nguyên nha, anh Mai Dũng thấy đáng yêu không anh Mai Dũng? Được. Được okay. Rồi, tiếp dáng thứ ba. Đáng yêu, trái tim. Rồi trái tim ok, là đáng yêu rồi. Dáng thứ ba rồi, tiếp tục dáng thứ tư. Trái tim luôn, đáng yêu luôn. Tim cho mình nhiều vậy? Thì tim là yêu rồi, rồi dáng thứ năm là dáng nhiều người ở đây thế mà không yêu được ai à? Khó vậy luôn hả? Bản thân của mình là không có đáng yêu. Thôi vô mốt cái nè, nhảy lên cái nè. 1, 2, 3, yeah. Rồi ok, quay trở lại dáng bếp của mình nè. Rồi bữa này gần xong rồi nha. Ừ. Tiến ơi, mình nãy giờ thực hiện thử thách nào chưa? Dạ, em đang ngậm chanh vậy. Ủa ngậm chanh là cái thử thách nào vậy? Dạ, nên nước. Ờ em ơi, khoan khoan. Em có đọc được là cái gì không? Ngậm chanh trong 10 giây, nhưng mà 10 giây này do ai đếm? Do MC chứ ai? Trời. Rồi, bắt đầu. Rồi, được rồi, em nhả đi. Nhưng mà cái tôm này là đem đi rửa, mà giờ đứng thâu đá sau đi rửa. Để Thu sẽ đưa một cái tô để cho bạn bóc vỏ ra. Đơn giản, mọi thứ đều có thể giải quyết trong xô đá. Rồi, bóc đi. Đường này mình có dùng không ta? Dạ có chị. Mình có muốn làm vòi voi 5 vòng luôn không? Dạ ok chị. Ông ra làm vòi voi cho chị 5 vòng nhanh lên. Vòi voi 5 vòng không chị? Ờ, vòi voi em biết làm đó không? 1 vòng. 1 vòng rưỡi. 2. 2 vòng. 2 vòng rưỡi. 3 vòng. 3 vòng rưỡi. 4 vòng. Cố lên em. 4 vòng. Rồi 5 vòng, chúc mừng em. Rất cố gắng. Rồi, trở về gian bếp của mình nào. Rồi tiếp tục công việc của mình đi. Lâm ơi, Lâm cần cái gì nữa không để tôi có thể lấy tới đây hỗ trợ? À, cần ra khỏi cái thau đá này. Bếp lạnh mà không lạnh thì làm sao mà thành bếp lạnh được. Tiếp tục đứng đi nha. Cái này ăn gian là phải phạt này phải không anh? Đúng rồi. Anh Mai Dũng vừa phát hiện ra bạn Tiến đã sử dụng một con dao có thử thách bạn hãy cười 5 kiểu khác nhau. Và bạn ấy đã không thành thật khai báo cho nên là... Dạ em không thấy. Em không thấy hả? Dạ, nhưng mà MC và khách mời thấy. Dạ dạ. Em bị phạt. Dạ. Em rửa đi rồi em xong em ra cười giùm chị 15 kiểu nha. Lâm ơi, mình còn chịu nổi với cái xô đá này không? Khi nào mà chị thấy em bước ra khỏi xô đá là lúc đó em không còn thể chịu nổi nữa. Mình ngã quỷ á hả? Không phải ngã quỷ mà mình đến lúc phải buông bỏ. À ok, thì trước khi mình buông bỏ thì chúng ta hãy thực hiện một lần hết tất cả các thử thách ở đây đi. Thì Hà Thu sẽ cho một cái gọi là đặc quyền được bước ra khỏi xô đá này và đứng nấu ăn. Dạ. Còn hai thử thách ở trong này nữa đó là bạn hãy thục xì dầu 5 lần. Rồi. Thục xì dầu. Lâm. Hồi nhỏ đó em có chơi thục dầu chưa? Sao anh? Không biết nắm anh. Hai tay. Dạ. À, nắm như lỗ tai. Dạ. Lỗ tai. Bắt đầu ngồi xuống. Ngồi xuống. Một. Rồi một. Phạt chéo chân lại. Chéo chân lại. Chéo chân lại, chéo hai chân lại. Okay, rồi, thục xì dầu 5 lần. Xuống. À. Một. Hai, thấp xuống. À, rồi, làm luôn đi khỏi nấu. Thôi vô nấu đi. 2 tiếng nữa mới xong cái nồi. Thôi em tiếp tục đi để bạn thục tiếp. Em cứ nấu đi. Xong chưa anh, được chưa vô anh? Vô nấu nhanh. Tiến ơi, em cần nguyên liệu nào mà có thử thách nữa không? Dạ, quay vòi voi em làm rồi, ngậm thì chanh rồi. Em nghĩ hiện tại là như vậy đi chị. Chị nghĩ là còn một cái thử thách mà em đang rất là chịu đựng đó. Đó là con ông này đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Sao nóng không có sử dụng cái quyền hỗ trợ của mình đi? Nãy em có huy hiệu thần bếp mà ta. Dạ em muốn dùng huy hiệu thần bếp để anh Mai Dũng gửi cho em chịu hết tỏi rồi. Tại nãy bạn có mở được cái ô có huy hiệu thần bếp á, cho nên anh sẽ hỗ trợ bạn gỡ cái áo này ra, không bạn nóng quá rồi. Dạ anh gửi cho em luôn. Rồi để dở nha. Ơi. Thì ông đã quay trở lại. Rồi. Lâm ơi. Dạ. Lâm ổn không? Em vẫn bình thường, không bỏ cuộc. Không bình thường chút nào, mình đã vượt qua thử thách để bước ra khỏi thau đá rồi mà sao mê thau đá dữ vậy? Ủa? Sao mê thau đá dữ vậy?
sao mê thao đá dữ vậy? Sao mê thao đá dữ vậy? Anh Mai Dũng ơi, bây giờ chúng ta phải trả lại gian bếp cho hai bạn thôi, để hai bạn tĩnh tâm tập trung nấu hai món ăn của mình, để hai anh em mình được an toàn sau khi thử món ăn ha anh. Đúng đúng. Xin mời anh. Rồi ráng lên nha. Yeah. Rồi hai đầu bếp ráng lên nha. Dạ dạ dạ. Nãy giờ về trả lời Lâm trả lời những câu mà hồi hộp quá không biết nấu thế nào, nhưng mà bây giờ nhìn thì thấy có vẻ hấp dẫn, an tâm hơn chút đúng không anh? An tâm hơn nhiều. Dạ. Cách trình bày cũng đẹp nè, đẹp. Trời, có bánh tráng nữa. Còn bên này xôi gà rất là đẹp mắt, rồi trang trí đẹp quá. Xôi thì xanh, xôi lá dứa. À, xôi lá dứa. Gà thì bình thường là màu trắng, bây giờ lại bỏ ớt vô hả, cho nó màu vàng. Dạ, tại vì em biết anh không ăn được ớt á, cho nên em đã dùng bột ớt Hàn Quốc tạo màu cho món gà của mình, nó ngon là hơn. Là bột ớt Hàn Quốc không cay. Dạ, nó không cay. Vậy tiếp theo là ớt nè, trang trí nè, có trứng vịt bách thảo. Dạ đúng rồi. Rất là sáng tạo đúng không anh? Rất đẹp. Nói chung là ở đây Tiến có một cái điều cũng hay là Tiến nãy là thắng cuộc, nhưng mà lại lựa cái món mà trước mắt là thấy là không phải là cái món anh thích. Yeah. Bởi vì anh thích là thích món nước, mà trong khi đó là món khô. Nhưng mà vừa nhìn thôi thì anh cũng cảm thấy cũng nên ăn thử để coi coi biết đâu ha. Cái món này cũng là món anh ghi ra anh muốn ăn á anh, chứ không anh phải là... Anh ghi vậy thôi. Yeah. Anh đánh lừa người ta thôi. Wow. Nhưng mà lại chọn. Trời ơi, đúng là gừng càng già càng cay, có đánh lừa ghi những món ăn mà đánh lừa nữa. Rồi, thế thì bây giờ em mời anh thưởng thức, anh chọn một trong hai món của bạn Lâm hay bạn Tiến để anh thử trước nè. Bây giờ để anh chọn món anh thích nhất đi, và nước. Dạ, đi. Em mời bây anh. Giờ mình nước trước nha. Nước. Dạ. Dạ. Tôm tươi, để thử miếng tôm nha. Sao anh? Ngon ngon. Ok. Nói chung là ăn rất vừa miệng, mà rất là thơm, và thịt tôm nó rất là ngọt, và bạn ấy có cái mùi tiêu, đầy mùi tiêu thì nên bạn ấy bỏ cũng vừa, nên anh ăn không có sợ cay. Chưa cho điểm đúng không? Dạ chưa. Dạ, chưa. Bây giờ chúng ta tiếp tục với món xôi gà. Ớt đó để nhìn thôi chứ không có ăn. Dạ. Thôi nhìn cái trứng vịt bách thảo ngon quá. Rồi anh sẵn sàng chưa? Rồi, chưa hết xôi đúng không? Dạ. Ôi xôi đẹp quá, nhìn màu rất là đẹp, em rất là khéo tay luôn á. Thứ nhất là xôi mềm dẻo, có nước dừa đúng không? Em qua nước dừa hả? Dạ có. À, béo. Cái... Thịt gà ngon, nó lạ lắm nha. Em tẩm một cái gia vị em nói gì đó, nó lạ lắm. Cũng 1 9 1 10 đây, rất là khó cho anh Mai Dũng đúng không? Khó khó. Nhưng mà bây giờ anh phải đưa ra một quyết định sáng suốt là bên nào 10, bên nào 9. Về cách trình bày á, yeah, thì bên của Tiến trình bày rất là công phu. Còn bên này thì nó hơi cây nhà lá vườn của quê mình. Dạ. Nhưng mà dù sao bạn cũng thêm bánh tráng là nhìn cũng hấp dẫn. Đúng ra thì nó ngang ngửa đó. Nhưng mà bây giờ cái món này thì mình cho là 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Món còn lại thì bởi vì thêm một lòng can đảm của bạn ấy nữa. Bạn ấy đã dám can đảm chọn một cái món khô mà mình gài trong đó. Nhưng mà không ngờ là bạn ấy làm quá ngon và trình bày quá đẹp. Vì vậy bạn là hơn bạn kia một chút. Dạ. Yeah. Chúc mừng Vũ Tiến đã giành phần thắng. Hôm nay anh đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao thì anh đã thỏa mãn cái khẩu vị của mình với hai món ăn này chưa anh? Thứ nhất là rất là vui được chương trình mời đến. Yeah. Để tham gia một buổi ăn của hai fan của mình. Yeah. Cùng với em. Cảm ơn Tiến, cảm ơn Lâm đã mang đến đây hai món ăn rất là bắt mắt, rất là ngon. Tiến đã giành được phần thưởng 5 triệu đồng và người về nhì cũng sẽ nhận được một phần quà của chúng tôi. Mời các bạn ra trước để nhận những phần quà của mình nhé. Và bây giờ mời anh Mai Dũng sẽ trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho bạn Tiến. Đây, em cảm thấy vui không? Dạ em rất là vui luôn, tại vì đây là một trong những món mà em rất là tâm huyết. Và hôm nay em đã có cơ hội mang đến cho một người nghệ sĩ mà em đã hâm mộ nữa, mà em giành được phần thắng. Cảm ơn anh vì đã lựa chọn món của em. Cảm ơn. Dạ, và người về nhì cũng có một phần quà từ chương trình. Em mời anh trao cho bạn. Đây,
À, dù em không thắng nhưng mà món ăn em cũng là rất ngon nha. Dạ. Nhưng mà chỉ chọn được một người thôi. Dạ. Mời anh Cao phần thưởng cho bạn. Đây ạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh Mai Dũng và hai bạn đã đến với Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.